Xin chào quý vị đã trở lại với bản vẽ nhà. Khi đến với bản vẽ nhà, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn, với đơn giá không thể hợp lý hơn, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt, quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bản vẽ nhà.com.vn. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà vườn một tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà đánh giá là khá bắt mắt và sang trọng. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D. Hình khối ngôi nhà khỏe khoắn vững chắc, đậm nét của một công trình hiện đại. Tường sơn màu trắng màu ghi nổi bật bởi mảng tường được ốp gạch Inox Hoa sần màu ghi đậm, tạo thành một tổng thể hài hòa. Phần mái Nhật màu xanh ghi đậm tạo cảm giác trang nhã và dịu mắt, một vẻ đẹp không nhàm chán khi ngắm nhìn. Có thể thấy ngôi nhà tạo nhiều mảng xanh không chỉ ở phần tiểu sảnh bồn hoa. Đây là một nét tinh tế trong thiết kế của kiến trúc sư. Chân tường ốp gạch granite xám nhạt vừa tôn lên vẻ đẹp công trình vừa giúp chống ẩm mốc. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính ngôi nhà, quý vị có thể thấy là hai chiếc cột hiên được sơn trắng rành xám, chân cột ốp gạch granite kim sa màu trắng, hài hòa với màu sắc tổng thể của ngôi nhà. Bậc tam cấp được ốp gạch granite bền cứng, năm bậc tương ứng với kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Cửa đi chất liệu gỗ, tăng thêm vẻ sang trọng, hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ kết hợp kính, được sơn màu giả gỗ, vô cùng hợp với phong cách hiện đại. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong ngôi nhà như thế nào. Với bản vẽ mặt bằng nội thất, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 10,22m, chiều dài là 16,02m, diện tích sử dụng ngôi nhà rơi vào khoảng 130m2. Quý vị có thể thấy ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Với diện tích này phải nói là khá thoải mái để các thành viên gia đình sinh hoạt. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ nhà bếp sang khu vực sảnh phụ và một lối từ cửa hậu. Ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy và công năng. Cách bố trí không gian của ngôi nhà vô cùng hợp lý. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà vườn một tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.